Ba đời gia truyền nhà tôi chữa sỏi thận, sỏi mật, để lại số điện thoại, tôi chỉ cách chữa. Nhà tôi ba đời chị đến đời của tôi thì bị chị. Nhà tôi ba đời chuyên đi bắt cóc, đến đời tôi thì đi bắt ếch. Nhà tôi ba đời làm vườn hồng, đến đời của tôi thì đã úa tàn tu. Nhà tôi ba đời chơi đĩ, đến đời tôi thì làm đĩ. Nhà tôi ba đời bích ra xua, đến đời tôi thì không được bích, bởi vì team tôi không cho tôi bích ra xua. Mẹ. Nhà tôi ba đời chuyên đánh người, đến đời tôi thì bị người đánh. Nhà tôi ba đời chuyên đánh người, đến đời tôi lại bị người đánh. Nhà tôi ba đời bị người ta đánh, đến đời của tôi vẫn bị người ta đánh. Nhà tôi ba đời nghèo khó, đến đời tôi thì nghèo dễ. Nhà tôi ba đời cận nghèo, đến đời tôi thì nghèo hẳn. Lên. Nhà tôi ba đời, tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Nhà tôi ba đời đều bị cô đơn, đến đời của tôi thì đã có Hello Yo. What the fuck? Hello Yo là cái chó gì? Nó nên có chó gì? Chúng mày không biết cái gì à? Giải pháp dành cho những người cô đơn đấy. Lại đây là chị nhỏ. Hello Yo là ứng dụng mạng xã hội cho các bạn trò chuyện bằng giọng nói với những người bạn mới, cùng chơi game, hát giao lưu với bạn bè, còn được tặng quà cho nhau nữa. Ứng dụng được phát hành hoàn toàn miễn phí trên nhiều nền tảng và thiết bị. Sau đây là những điểm nổi bật của ứng dụng Hello Yo mà tao muốn giới thiệu đến cho chúng mày biết. Thứ nhất, đó chính là trò chuyện bằng giọng nói với những người bạn mới. Đó, tạo phòng chat miễn phí, chat và chơi cùng nhau, tin nhắn, voice và video miễn phí để chúng ta có thể gần nhau và trao nhau yêu thương hơn. Thứ hai, đó chính là kết nối nhanh để tìm người yêu. Tính năng kết nối nhanh tìm người yêu có trên nhiều game show và event đã được tổ chức tại Hello Yo như Hello người lạ ơi, kết nối yêu thương, vì yêu mà đến, vân vân còn hơn nữa. Các bạn cũng có thể tự tổ chức chương trình với chủ đề tình yêu bằng cách mới mẻ và thú vị hơn. Ví dụ như hát cho tình yêu, game quay số, đố vui dành riêng cho các cặp đôi. Nhờ vậy, việc tìm cho mình một nửa tri kỷ cảm thấy trở nên thật là dễ dàng. Điểm nổi bật tiếp theo của Hello Yo đó chính là gì? Đó chính là có thể hát được karaoke với rất là nhiều người. Giờ đây chúng mày không cần phải ra đến tận phòng hát karaoke nữa, mà sợ chỉ có một mình nghe, mà chúng ta có thể hát ở trên này để cho tất cả mọi người cùng nghe. Ngoài ra, Hello Yo còn có những trò chơi mới vừa thú vị lại vừa dễ chơi, hoặc chúng mày có thể gia nhập vào nhóm ngẫu nhiên để kết bạn, hoặc có thể tìm những phòng nói chuyện về game để chúng mày có thể kiếm được một cạ game cho mình, kết bạn mới khi chơi. Và tiếp theo đó chính là tặng tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Mỗi ngày đăng nhập Hello Yo lần đầu sẽ có thể nhận được phần thưởng tiền xu. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ của Hello Yo và tham gia các hoạt động rút thăm trúng thưởng cũng sẽ có các cơ hội nhận quà nhiều tiền xu và nhiều giải thưởng hấp dẫn. Có thể dùng xu đó để mua quà cho mình hoặc là cho người khác. Và điểm nổi bật cuối cùng của Hello Yo đó chính là tìm bạn xung quanh. Để sử dụng tính năng tìm bạn bè gần đây, đầu tiên chúng mày chỉ cần bật định vị của điện thoại lên, sau đó chọn mục Levi trong app để hiện lên những người bạn đang ở trong khu vực. Việc của chúng mày chỉ là kết bạn và làm quen nhiều người hơn nữa thôi. Vậy là tổng quan chúng mày có thể thấy, ứng dụng Hello Yo cho phép người dùng gặp gỡ những người bạn thú vị, cùng trò chuyện, tâm sự hay làm những điều yêu thích cùng nhau. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà mỗi đêm chúng mày không còn phải quay tay, có thể đi nói chuyện được với người ấy, đi giao lưu làm quen, kết bạn bốn phương, vào phòng tâm sự FA. Quá là điều tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người thế nào? Đỉnh quá. Đỉnh quá.
thế mà tao chỉ sớm nữa. Còn mày chịu khó tìm tòi. Nhưng mà nãy review có cái gì tạo phòng FA có thật không? Có à. Uy tín rồi. Bên bạn bốn phương nhưng ai FA đi tán gái thế. Đây này bọn mày chỉ cần vào bên tình cảm này cả một đống phòng này. Toàn người yêu mà đến này 18 cộng xong nói chuyện. Những người cô đơn. Có cả một đống gái luôn. Thế vào vào phòng em này. Đây đây tao bảo. Ở trong này thì gái thì cũng ngon nói chuyện rồi. Thì con trai thì bọn nó kiểu gì chẳng ùa vào hết phòng rồi. Mình, anh em mình đẹp trai mà anh mình tự tạo phòng luôn để cho gái nó vào. Mình đi làm cả phòng tôi này. Chủ động đi vào đây, tự tin chứ. Tự tạo vào phòng, có 8 ghế cho 8 người vào. Mỗi đứa này. Chia chia. Cơm rồi. Đây được tặng quà đấy. Ôi. Ô tô kìa. Ui vào chưa kịp đè đã được tặng quà. Ôi 5 người. Ui. Ôi. Đây. Xin chào mọi người nha. Hello. Đấy. Đấy, nhường nhà. Mỗi đứa một em, mỗi đứa một em. Đấy. Úi giời ơi, uy tín nha. Đấy, từ từ để chào đã. Wow, hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Anh chưa? Ôi, không phải mỗi mình anh chưa có người yêu đâu. Ở đây xung quanh anh còn rất nhiều anh đã chưa có người yêu. Anh như này. Thế em có người yêu chưa? Wow, đợi một lúc em còn mọi người vào cả là full cả phòng luôn này, sắp full phòng này. Tỉnh quá. Toàn con gái luôn. Ui. Ui. Mỗi người hai em. Đủ nhu cầu đấy. Hello Ròm, hello Nana, hello Mưa, chào Lily và chào Thưa nha. Hello cả cá nữa. À và tá xinh quá. Ê, xinh thế. Ơi kia em hỏi là có thích con gái miền Nam không? Yeah. Rồi em ơi miễn là con gái là được. Yeah. Quà đã ưu tiên với phụ nữ trước. Kéo không tạo kìa. Tặng bông ha, đó đấy. Đấy, đấy hôn không cần. Ôi không đâu. Đâu bông đâu. Đây hoa cúc dại. Hoa. À chỉ thích bông thôi à? Bông. Bông thì ơi anh đây. Ơi anh đây. Hả? Có chứ. Anh còn yêu luôn. Hả? Cảm ơn mọi người rất nhiều đã. Minh Nhật Tải đấy, Minh Nhật Tải về. Ok, thành tài luôn. Mọi người, goodbye mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Thôi anh em Tải thôi. Tải thôi gì nữa? Tải thôi. Hello Joe. Get